Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm phần vận dụng mục 2 La Mã, trang 163, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách Cánh Diều nhé. Yêu cầu của phần vận dụng như sau. Kể tên thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo mà em biết. Kể tên năng lượng tái tạo mà trường học của em đang dùng, nếu có. Như chúng ta đã được học, năng lượng tái tạo chính là một nguồn năng lượng có sẵn trong tự nhiên và nó liên tục vô hạn như là năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng dòng nước, năng lượng ánh sáng, vân vân. Và các thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo chúng ta có thể kể đến đó chính là bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời này, cối xay gió này, vòi rửa tay tự động, vân vân. Bây giờ chúng ta cùng cô ghi tên các thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo nhé. Năng lượng tái tạo cô viết tắt. Đó chính là bình nước nóng. Bình nước nóng. Bình nước nóng năng lượng mặt trời. Cối xay gió. Cối xay gió là sử dụng năng lượng gió đúng không nào? Hay là vòi rửa tay tự động? Vòi nước rửa tay tự động. Trong trường học của chúng ta thì cũng có một số thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo. Ví dụ như bóng đèn phát sáng nhờ năng lượng mặt trời, quạt hay máy chiếu. Năng lượng tái tạo mà trường học dùng là ví dụ như là bóng đèn này, bóng đèn phát sáng nhờ năng lượng mặt trời. Quạt này, máy chiếu này, vân vân. Như vậy là vừa rồi, cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong phần vận dụng mục 2 La Mã, trang 163, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách Cánh Diều rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.